hồi xưa ở thì nói chung là cái phòng đó là bây giờ đã hư hết rồi cô chú chị, hư hết rồi, ngã thì nãy mình tôi có quay phía trong á thì nó ngã bể banh trần ở trong hết rồi. Đây, cái máy thì nó hư hại cũng nặng rồi. Chào mừng quý chú chị trở lại kênh YouTube TV. Thì mình đang ở những thông tin ở trong chùa Lò Gạch thì xảy ra một vụ ngã cây cổ thụ trong cái công viên chùa. Nghe nói có một Phật tử và một vị sư đã nhập viện của chú chị. Thì mình ta cũng nhận thông tin thì mình ta chạy qua đây để ghi hình và chia sẻ cho cô chú chị xem liền. Thì công viên của chùa Lò Gạch này của chú chị. Thì nó cây cổ thụ được cũng rất là lớn rồi ngã đè cái tăng xá của chùa của chú chị. Thì nghe nói là sư bị một vị đang nhập viện và một Phật tử thì ông chùa cũng bị thương, bây giờ chạy vô bệnh viện. Tớ ngoài của chú chị theo chân của tớ ở trong đây tới à, bà con cũng có mặt ở đây cũng đông đông của chú chị. Ồ, oh. Ồ, oh, cây bự vậy đó hả? Ồ, oh. Cây bự quá trời luôn cô chú chị. À, dạ. Giờ cây thì thấy cũng lâu năm mà trúng, cái trúng nhiều không? Ai trúng nhiều? Hả? Không biết. Không biết hả? Cây trúng nhiều không? Ngon. Hả? Ngã cây nào vậy? Ngã nào? Ngã nào biết không? Không biết à? Thì cây này cây gì nó đang thấy giờ thợ đang cưa bây giờ ngã chúng tới sala rồi. Thì bây giờ sư trụ trì có mặt tại đây để kêu máy để cưa đó chị. Thì bây giờ cái chỗ sala nó bây giờ bị hư hại nặng rồi. Giờ Phật tử các bạn đây cũng rất là đông. Giờ cũng chưa phỏng vấn được bà con tại cái máy cưa thì nó quá lớn thì bây giờ cũng chưa có phỏng vấn được. Cây này quá to luôn cô chú chị, thì bây giờ thấy nó cũng hơi mục rồi lâu năm mà. Bà con cũng Phật tử có mặt tại đây cũng rất đông. Đây Phật tử cũng có mặt ở đây cũng đông luôn chú chị. Giờ ngã nguyên cái cây nhánh vô cái chỗ ở với sư vậy chú chị. Giờ thợ thì cưa đang cưa để lấy cái khúc cây đó ra. Anh ở gần đây không anh? Lúc ngã khoảng mấy giờ anh? Đang mưa khoảng mấy giờ vậy? Mưa đây khoảng mấy giờ? Xong vậy em mới chạy. À thì mưa xong là ngã liền luôn hả? Nghe nói có sư bị thương nè. Sư bị ít hả? Thế Phật tử bị gì không sư? À, đang nhập viện hả? Lúc đó Phật tử đang làm gì cây ngã trúng nha anh? Qua bên phòng sư. Hả? Qua bên phòng sư. Phật tử lớn tuổi hay nam hay nữ? Tầm 50 tuổi.
nam hay nữ? Nữ. À, có nghĩa là vô giếng chỗ sư á, là phòng nó cho phòng của sư ở hả? À, phòng đó có mấy vị ở? Thì có một mình sư ở hà, rồi trong trời mưa thì mấy sư nhỏ nhỏ cũng qua chơi, thì lúc đó thì có ba sư. Dạ. Người nữ á. Dạ. Ơi nhã, lúc đó chắc đâu có tắt tay kịp ha. Đâu có hay đâu. Đâu hay luôn hả? À? Mà lúc đó gió dông lớn không? Thì gió giật. Giật luôn hả? À? Ừ. Vậy là Phật tử bị nặng hơn là sư hả? Phật tử bị nặng hơn. À, bây giờ nhập viện rồi phải không? Giờ cũng chưa biết làm sao hả? Giờ mình có hỏi thông tin gia đình không? Dạ. Giờ thấy trời bắt đầu chuyển mưa nữa rồi, cô chú vậy giờ. Cây này cũng lâu lắm rồi anh ơi, cây là lâu năm à. Để mình tôi sẽ quay qua cái phòng của sư đang ở cho cô chú chị xem nha. Đây phòng của sư ở của chú chị, thì bây giờ đã bị hư hại nặng rồi. Bị hư hại nặng rồi, nhưng nguyên một cái phòng này luôn. À, nguyên cái phòng của sư ở thì bây giờ nó sập xuống rồi, tôn này kia nó ngã này. Bây giờ cái đó là sư và một Phật tử thì đang nhập viện của chú chị. Thì mình tơ vào bên trong, thì mình tơ chia sẻ lại cho cô chú chị xem nha. Thì mình tơ cũng có gặp sư trụ trì rồi, thì một lát thì mình tơ sẽ phỏng vấn sư trụ trì, tại vì máy cưa nó cũng rất là lớn á, thì không có tiện nói chuyện tại đây. Ôi ôi, phía trong là banh chành hết cô chú chị ơi. Ôi như thế này làm sao chịu nổi, quá trời luôn rồi. Ôi ôi vậy nè cô chú chị ơi, bấy nhảy hết luôn, banh chành hết nè cô chú chị ơi. Rồi thí dụ đây ngồi ở đây thì chắc cũng thể nào, nếu mà nặng nói chung là hên, chắc hên đúng anh không là chúng. Dạ? Hai sư với một Phật tử. Hai sư một Phật tử hả? Ừ. Là hai sư nó bị gì không anh? Bị mà cũng nhẹ. Cũng nhẹ hơn hả? Ừ. Phật nghe nó Phật tử nặng hả anh? Ờ bây giờ anh ơi chống lấy đồ hả? Đâu cái nó đập ngay Phật tử luôn. Ôi ôi, đâu chỉ cho mẹ mày. Phật tử ngồi đấy, sư còn ông sư nó liền ở trong phòng. Dạ. Nhìn nó đó. Cái này bự quá trời luôn rồi cô chú chị. Ôi ôi phải rồi cô chú chị ơi, như nè. Quá trời bự luôn. Ôi vì Phật tử nghe nói nặng của chú nhai, còn hai sư thì bị thương nhẹ. Giờ không biết hai sư như thế nào nữa. Đó bây giờ phía trong là banh chành hết rồi cô chú nhị. Quá nguy hiểm của chú nhị ơi. Tháng mưa này. Banh chành hết rồi cô chú. Ô chào anh. Lúc anh có mặt ở đây không luôn đó? Không, mới lần tới. Mới lần tới hả? Nghe nói là hai sư với một Phật tử bị nặng lắm anh. Đang nhập viện ha. Dạ. Bánh chảnh hết luôn coi nè. Hư hết luôn rồi cô chú nhị, cái la phong rồi cái gạch. Thôi cái máy này banh chảnh hết rồi cô chú nhị. Ôi ôi mấy cây này bự quá trời không anh. Nhánh này bự quá trời ha. Ôi ôi đè không đi luôn á. À, cây này nhánh này bự lắm. Cây này mà cái nhánh kia nó lỡ. À. Nếu mà không đỡ nó rớt xuống đất trước. Nó đỡ trước thành ra là cái nhánh này nó hơi nhẹ. À. Nó đập xuống đập. Ừ, đập thẳng xuống là chắc xương ừ. Mấy vị ở trong này là đi hết luôn chứ. Không ở giờ nó nhánh kia nó đỡ xuống. Trời ơi. Nó ngã xuống đụng đất trước phải không? Ờ có cái nhánh nó đỡ không? Ờ nó đỡ rồi nó đập vô cái phòng này. Thì nghe nói là mấy sư ngồi mấy vị, nghe nói là mấy vị lần là một Phật tử thì nặng. Hên quá trời luôn, không ai bây giờ không biết Phật tử nó như thế nào nữa ha anh. Lúc mưa không mấy giờ anh nhớ không? Khoảng 11 giờ trưa nay à. Trời ơi, không còn cái gì hết cô chú chị, bây giờ đây nè. Banh chành hết nè. Đây cái chỗ sư ở của chú chị bây giờ. Phải kêu thợ xuống đây nữa. Để cưa để lấy những cái đoạn khúc cây nó ngã nó gãy nè. Cây bự lắm nghe cô chú chị, cái tay mình bằng một cái cây bằng một thân hình của mình á, cái nhánh này nè.
mỗi còn kiếm dây nhỏ này nó gãy banh chành hết. Rồi thì tôi vòng ra ngoài nghe chú chị. Không. Bây giờ cái cây này cái cây gì nó cô chú chị ơi, cái cây lá này thấy lạ quá trời nè. Để em tôi hỏi cái Phật tử ở đây coi. Anh có nghe nói Phật tử bị gì không? Hay sư nữa? Ông sư hai ông. Dạ, bị gì hả? Ở ông sư nặng không? Cũng như là bị đang cũng đang sanh bị hai ông á. À. Đi nằm bệnh viện rồi. Rồi Phật nghe Phật tử bị gì không, nặng không? Ờ, à, đang điều trị á. Trong chùa nó đi một bên. Một dạ. Một bên. Vậy là hai sư đang ngồi dùng cơm chưa? Phật tử là chưa, đang sanh á. Chuẩn bị nó đang dùng cơm chưa đó. Xin cơm. À. Bây giờ đây bà con thì qua đây. Đây qua đây hỏi mấy chị húng hống chuyện coi. Chị. Rồi rồi bà gì nó bị gì không? Bà gì mà bị nạn bị á? Này biết nè. Anh em hỏi ơi. Xưa biết nè. Xưa. Mới lại à. Lại. Đây thì mình tới gặp sư trụ trì chú. Chào sư. Dạ. Dạ, sư cho con hỏi là lúc bị cây này ngã lúc mấy giờ sư? Mình nói tâm anh tôi Vinh Long á. Ồ, sư đi Vinh Long mới lại tới hả? Dạ sư, chỉ có sư nhỏ nhỏ ở chùa thôi à. Dạ. Nói chung sư trụ trì đi tỉnh ngoài thì mới sư về nào? Ờ gì sư qua về là xong rồi ngã rồi hả sư? Ừ, nghe nói hai sư bị nhập viện hả sư? Ờ, bây giờ cũng chưa biết thông tin luôn. Con mới để nặng hay nhẹ thôi, con biết con chia sẻ coi có quý mật Phật tử người ta xem được á, có giúp đỡ giúp ích thì cũng cho sư để sư điều trị á. Nhẹ nhẹ sư, nhẹ không? Mà Phật tử nặng không sư? Con chưa biết luôn. Dạ dạ, thì sư cũng không có thấy, tại vì sư không ở chùa cô chú chị. Tại vì nó quá đột ngột luôn. Thì một lát thì mình ta sẽ kiếm quý vị nào ở gần đây trực tiếp á, thì mình ta sẽ chia sẻ cho cô chú chị biết thêm. Cây này quá bự luôn. Bây giờ cưa ra làm củi luôn rồi, quá trời bự rồi. Ồ, đây là cái gốc này cô chú chị, thì mình cũng vừa leo lên nè. Thì gốc này cũng phía trong bị bọng á. Gốc này phía trong bị bọng. Chung là cái cây này lâu năm lắm rồi cô chú chị. Phía trong là bọng hết. Nên mới có một đợt mưa lớn rồi giông gió rồi giật gãy nhảy thì ngã thẳng vô cái sala của sư đang ở, cũng như cái phòng của sư đang ở của chú chị. Ngã ngay cái phòng của sư ở thì nói chung là cái phòng đó là bây giờ đã hư hết rồi cô chú chị, hư hết rồi. Ngã thì nãy mình tôi có quay phía trong á thì nó ngã bể banh chành ở trong hết rồi. Cái máy thì nó hư hại hơn nặng rồi. Thì muốn chia sẻ cho bà con xem. Đó, bây giờ cây này rất là bự nghe cô chú chị. Nó ngã một cái, một là còn rất là nhiều cây nghe trong chùa này. Thì có rất là nhiều cây cổ thụ nghe cô chú chị. Thì cũng đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các ngôi chùa thì cũng như là nhà bà con á, nhà có cây cối cổ thụ gần nhà thì chúng ta trong tháng này thì mình cứ cưa được thì cứ cưa nghe cô chú chị. Nếu mà xảy ra xui rủi thì nó ngã giờ nào mình cũng không biết nữa, tại vì giông gió rất là lớn. Đây bây giờ nó ngã như thế này thì Phật tử thì bị bệnh, xin lỗi, bị mình
bị tai nạn mà vụ cây ngã này, hai sư thì nghe nó nhập viện nhưng không biết như thế nào. Thiệt hại nặng cho một cái phòng của chùa của chúng chị. Bây giờ cái phòng này bây giờ không ở được nữa rồi. Thì cái sự việc này thì mấy sư nói chung là bất quá bất ngờ luôn của chú chị. Tại hỏi mấy quý vị ở trong chùa thì mấy sư ở trong phòng không à, thì nghe cái rầm là ngã liền rồi. Bây giờ thì Phật tử thì bị thương để đầu về, hai sư thì cũng nhập viện, Phật tử cũng nhập viện luôn và cũng không gặp được những người đó. Người ta đã dẫn xin lỗi, đã đưa các sư cũng như Phật tử đem đi bệnh viện rồi. Tại vì bất ngờ của chú vậy, nó ngã rầm luôn, thì nó rầm thì nó đè các vị trong phòng nó liền luôn, không có trở tay kịp. Nói về cái phòng ngủ của sư thì nói chung là hư hại nặng rồi, có chú gì nói chung hư hết một bên nè. Cái nhánh cây này thì mình theo mình nghĩ nếu mà quýnh trực diện một cái, một là không có thể nào sống được của chú chị, tại vì nó quá bự luôn, quá bự luôn. Nhánh này quá bự của chú chị, nếu mà dạ. Nhánh này quá bự. Anh qua đây phụ dọn hả? Phụ dọn hả? Lúc đó là anh có nghe tin là khoảng mấy giờ? Không, ở miền hội xuống. Dạ. Ở trên miền hội, tại vì mới nghe cái tin đây là phòng của ông sư anh. Ông sư anh. Đúng rồi. Dạ, cái nó sư bị gì anh? Bị trầy cũng nhẹ. Cũng nhẹ hả? Rồi. Phật, có mấy vị lúc đó, mấy vị lần? Hả? Chỗ phòng này mấy ông? Cái này một mình ổng à? Ông sư ở thôi. Có bị cái một cái ông kế nữa, cũng như lại ngồi đó. Cũng qua ngồi chơi, nghe nói dùng cơm rồi. Chưa phải không? Đúng rồi. Rồi có một xong rồi. Là có Phật tử có qua nữa. Có một Phật tử nhỏ. Bị nghe nói là nhập viện luôn hả anh? Đang nhập viện á, mà nhưng mà hồi nãy có điện hỏi là nói không sao, không thiệt, nó không sao, chuyện đó không sao. Hơi hên quá trời luôn. Mà cái đầu còn hơi đau, giờ bác sĩ nó phải chụp hình CT lại coi kiểm tra nữa theo dõi. Ồ, cái này mà quýnh thẳng một cái, một là ba người luôn. Đi luôn, ba người đi hết luôn, ba sư rồi một đi hết ngay là xong luôn. Thì anh thấy là mấy nhánh cây này quá bự luôn nè, quýnh ngay luôn. Tại sao mấy ổng ngồi ở đâu mà không trúng nè? Cũng hên như là mấy sư có cái sư có phước á. Dạ hay anh, chứ mà cô chú chị thấy cái nhánh cây này quá tự bự luôn nè, quá to luôn. Quýnh cái một rồi cái la phong nát bấy từ trên nó ngã xuống rồi, cái gọi là tôn xi măng của chú chị, nhưng mà nó quýnh một cái là banh chành hết như thế này. Chung là các vị là Phật tử này nói chung là cũng có phước nghe cô chú chị, chứ không có phước là xong hết luôn rồi, là đi hết ba vị ba người luôn rồi, hay là không còn cái gì hết nên cô chú chị nghe. Dạ đây là cái tường nó ngã xuống đó nè, tường nó ngã xuống như thế này mà quýnh thẳng một cái, một là ba sư, hai sư với một Phật tử trong đây, là nói chung là không còn thể nào mà cứu nổi luôn á, tại vì quýnh trực diện cây quá bự luôn. Nói chung là xi măng tôn mà tôn xi măng á, cô chú chị nó bẻ một cái một thì nó sẽ đâm vào mình và nó văng vào, rất là nguy hiểm. Đây nè, nó rất là cứng đó. Trời ơi, anh mới lại à? Nói chung là có phước á, nói chung Phật tử rồi sư cũng có phước á. Em có mấy bà qua đây phụ dọn dẹp nè. Em tới vô phòng người ta quay luôn, tại bây giờ mưa, chuẩn bị mưa nữa rồi cô chú chị. Rồi cái phòng đây là cái phía trong này của chú chị. Trời ơi, đây cái phòng của sư nè, banh chành hết luôn rồi. Chung sư ở đây cũng có phước quá trời luôn rồi. Ông chung là có phước lắm cô chú chị, tại vì quýnh trực diện thì tôi nói nãy quýnh trực diện là quýnh ngay cái này là đâu có thể nào mà
À, chạy chạy được đâu, tại vì vòng vòng toàn tôn xi măng này kia không à. À, tôn xi măng rồi rồi gạch đá rồi cái cây nhánh này kia nó quấn thẳng một cái một thôi, không còn gì nói của gì. Thì trời thì đừng thui nữa rồi, có chút gì. Cái phòng này nó bây giờ nó ở được nữa đâu. Bây giờ phải dọn xóm, không dọn đây ngồi mưa là khỏi dọn luôn anh. Bây giờ phải phụ nhanh tay lên chứ để mùa mưa là lắc ghế dọn được luôn. Ở đây là chỗ giường của sư ngủ này cô chú chị. Anh cho em hỏi sư tên gì anh? Sư Lan. Hả? Sư Lan. Sư Lan hả? Không giấy tờ á. Dạ dạ. Bây giờ sư thì đang nằm bệnh viện phải không anh? Bây giờ phải dọn xóm chứ để mà lắc mưa là khó dọn luôn á. Tại cái tập sách giấy tờ của sư ướt hết. Ướt hết rồi mà giờ không biết rồi, không biết dọn sao nữa. Bây giờ không biết dọn sao luôn hả? Tùm lum hết rồi. Mệt chứ mà. Đồ cũng như để dành lễ lộc sinh hoạt trong chùa nhiều á. Dạ. Sao nó nhiều đồ ông dạy ha, học sinh. À, cũng như sư đứng ra dạy mấy sư nhỏ nhỏ phải không? Đúng rồi, dạy sư nhỏ rồi dạy học sinh nữa. Dạ. Rồi dạy cụ mấy bà cụ già nữa. À, dạy kinh mấy bà già đó ha. Đúng rồi. Dạ. Nhiều có mình nhiều cái mô quá. Dạ. Nhưng đây là sư phó hay sao? Đúng rồi. Sư phó của chùa phải không? Dạ. Dạ, dạ. À, bây giờ anh phải gom là chỗ nào sách sách tập tập theo tập đấy chứ bằng khen rồi của sư thì sư anh gom để một chỗ bây giờ mưa giờ nó bấy nhảy tung lên tùm lum hết là cô chú nha, mới đừng dọn luôn thì đó. Bây giờ cái nhánh này bự bự bây giờ lấy ra cũng không nổi nữa nè, thấy tội quá. Hên cũng vừa hên cho bà con của chú chị, chung là hên cho sư, nói chung là sư mai phước lắm, tại chung là sư có phước có phần. Buổi tối đang dạy với bà cụ già nè. Dạ. Dạ. Bản cái này gặp đang dạy nữa đi bắt luôn. Dạ. Bắt dạy nè. Dạ. Mà anh nghĩ cái cây cái nhánh đó mà quấn trúng một cái một đâu có thể nào mà chạy đâu nữa. Cái đầu tay nữa mà còn chạy đầu tay là ba. Trời ơi. Dạ. Chung với Phật tử cũng như sư cũng là có phước dữ lắm, nói chung. Nếu mà không thì cái này mấy cái miếng này nó đập vô người cũng hư người luôn á cô chú chị. Cái miếng tôn là tôn loại tôn xưa đó. Mấy chục năm rồi. À, sư tu mấy chục năm hả? Tu hồi mười mấy tuổi á. Dạ. Tu là mười mấy tuổi tới giờ đó. Dạ. Sư hôm nay cũng lớn hơn tuổi ha nè. Thì ông thứ tư mình thứ năm. Dạ dạ. Mình năm nay 51 rồi. Dạ. Mình quán 53. Dạ 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 dạ. Tôi hồi mười mấy tuổi á. Dạ. Bây giờ anh từ từ dọn ha, để em chia sẻ video này, ví dụ có cô chú nào quý mạnh thường quân nào muốn có trợ duyên giúp đỡ cho sư cũng sửa là cái phòng thì mình ta sẽ nhận nha cô chú chị. Dạ dạ, thì em ta cũng có lời kêu gọi cô chú quý mạnh thường quân của nhà hảo tâm có lòng trợ duyên giúp đỡ cho chùa thì cũng như sửa lại cái phòng, nói chung là cái phòng của sư, nói chung là không còn cái gì hết. Mình thế này cô chú chị, bây giờ sư thì đang nhập viện cũng chưa gặp sư nữa, cũng hy vọng người ta đăng video này thì được nhiều cô chú quý mạnh thường quân của nhà hảo tâm xem được để sửa lại cái phòng cái sư ở. Thì tháng này tháng mưa của chú chị bây giờ cũng nếu mà sửa với tranh thủ làm gấp chứ để không có để mưa quá thì sư không có chỗ ở của chú chị ha. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. Thì mình ta xin tạm kết thúc video tại đây. Một lần nữa thì mình ta xin kính chúc cô chú khán giả xem kênh gặp nhiều mắn làm ăn có tài có đạt rồi. Rồi chúc sư cho nhiều sức khỏe đi, thì nghe nói sư cũng không có nặng lắm. Rồi thì mình ta hẹn với chú chị xem tiếp đâu sau cũng được.